chào các bạn. Chắc là có lẽ là TED thì đã đến học tôi cách đây là một tháng. Những bạn, những người trẻ như thế này, đội ngũ rất trẻ như thế này đã đến học tôi và các bạn nói với tôi một câu là chị ơi, em rất là muốn tìm hiểu về cái ngôn ngữ ký hiệu của chị. Và chị có thể nói một chủ đề gì đấy cho chị làm. Thế lúc đấy thì chắc là trong cái tờ giới thiệu các bạn đã đọc là các bạn ấy viết về tôi quá hay, đúng rồi, tôi còn chưa nhận ra đấy là ai. Chị hãy tìm một cái chủ đề của em rất là thích. Thì tôi bảo là của cái vậy thì mình sẽ phải nói chủ đề gì bây giờ. Thực ra là giống như là chủ đề của tôi thì tôi sẽ kể bắt đầu từ cách đây hơn 2 năm. Cách đây hơn 2 năm thì tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường. Lúc đó thì tôi chưa vội tìm kiếm cho mình một cái công việc gọi là ngày làm 8 tiếng hoặc công việc ổn định nào đó. Và đặc biệt là một cô gái như thế này, một cô gái như thế này thì bố mẹ thường là thích là sau khi ra trường kiếm một công việc ổn định ngày làm 8 tiếng, kiếm được anh chàng nào đó, gia đình ổn định, sau đấy là ổn định cuộc sống của mình trong tương lai, đúng không ạ? Thế thì nhưng mà tôi không làm vậy mà tôi đăng ký một loạt các cái khóa học, bởi vì đấy là một cái kinh nghiệm sống rất là tuyệt vời. Và khi mà chúng ta là sinh viên thì chúng ta chưa chắc đã được có, vì thế nên ngôn ngữ ký hiệu là một trong những cái khóa học như vậy. Thì coi như là tôi hồi đấy lúc đầu của tôi thì tôi không phủ nhận là tôi giống như rất nhiều các bạn sinh viên của tôi trước đây. Và thực tế là những cái rất nhiều bạn sinh viên của tôi hiện nay đang học ở trong trung tâm đào tạo của tôi đó là vì tò mò thôi, bởi vì thực ra từ nhỏ cho đến thời điểm đó thì tôi chưa từng gặp bất cứ một người kiều tính nào trong cuộc đời mình cả, cũng xem như thế cũng sẽ chẳng có gì để cho tôi đứng đây nói với các bạn ở đây nếu như cái con ngôn ngữ ký hiệu đó đã thay đổi toàn bộ con đường cho tôi đi cho đến giờ phút này. Hiện nay tôi đang làm người làm công tác xã hội và tôi là một người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, và đây là ký hiệu mà người kiều tính dùng để nói với những người phiên dịch như chúng tôi. Ngôn ngữ ký hiệu là một bộ ngôn ngữ hoàn chỉnh có hệ thống từ ngữ và ngữ pháp rất là riêng biệt, và người khiếm thính người ta sử dụng cái bộ ngữ pháp này để dùng để nói vào ngôn ngữ ký hiệu cũng như trong văn bản viết. Và nếu như mà bạn không hiểu được cái bộ ngữ pháp này thì bạn sẽ không thể hiểu được là người khiếm thính đang muốn truyền đạt lại cho bạn nội dung và thông tin gì. Mà điều này thì sẽ dẫn đến một cái hệ quả đó là người khiếm thính sẽ không đọc được sách báo bình thường như chúng ta, vì họ đã dùng một bộ ngữ pháp hoàn toàn khác, cũng như là tiếp nhận cái thông tin từ những nguồn thông tin giống như chúng ta. Có rất là nhiều người hỏi tôi là tại sao họ lại không học ngữ pháp giống như chúng ta? Thì điều này tôi chỉ có thể trả lời các bạn. Đó là bởi vì không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng như vậy. Ví dụ như là tiếng Anh và ngôn ngữ ký hiệu của Anh là cũng có hai bộ ngữ pháp hoàn toàn khác nhau. Hoặc là điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì ngôn ngữ ký hiệu là một hệ thống ngôn ngữ mà người ta sử dụng những cái từ đã được biến hóa hoặc định tay và cái sự biểu cảm của cơ thể có thể diễn tả. Người ta cũng chỉ muốn làm rõ là một câu hỏi, câu khẳng định hay là một câu phủ định. Giống như là một câu đơn giản như là bạn, mình thường mình hay nói là bạn bao nhiêu tuổi thì mình sẽ nói là bạn tuổi bao nhiêu, kiểu như vậy. Tôi chỉ muốn cung cấp cho các bạn một chút thông tin về ngôn ngữ ký hiệu, còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì một chút nữa các bạn có thể học tôi như tôi đã dùng dưới kia, vì thực ra là tôi chỉ có 15 phút ở trên này thôi ạ, nên tôi cũng không biết là sẽ phải nói các bạn sâu hơn thì nói được. Nhưng mà đó là một cái điều rất là quan trọng để tôi có thể là mà tôi cần nói với các bạn, bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho tôi rất là nhiều thông tin. Và sau đây tôi sẽ nói có một điều mà tôi muốn tất cả các chúng ta cùng với cả suy nghĩ thôi, đó là từ trước đến nay quan niệm của chúng ta về vấn đề mù chữ luôn là không biết đọc không biết hết, đúng không ạ? Thế nhưng mà có một câu hỏi mà tôi muốn tất cả chúng ta cùng trả lời, đó là nếu bây giờ tôi đưa cho các bạn những cái quyển sách rất là dễ hiểu như thế này, đó chỉ là những quyển cổ tích thôi, các bạn có thể đọc được từ đầu đến cuối không sót một chữ nào, các bạn cũng có thể viết lại và chép lại từ đầu đến cuối không thiếu không sai một nội dung tả nào. Nhưng mà có một điều đó là bạn không hiểu chút nào về cái nội dung nó cần truyền đạt đấy thì có được gọi là mù chữ không? Theo tôi đấy là một cái định nghĩa mở rộng hơn của mù chữ. Đấy là theo định nghĩa của tôi. Và người khiếm thính chính là như vậy. Chúng ta không thể mong có một ngày nào đó khi thức dậy một người khiếm thính có thể bật lên tiếng nói, đúng không ạ? Chúng ta cũng không thể mong là mình có thể thay đổi được hệ thống ngôn ngữ và cái nhận thức của cả một cộng đồng người khiếm thính từ thời Aristotle lần đầu tiên sáng tạo ra ngôn ngữ. Tôi là đầu tiên. Đấy là thực tế. Mà như tôi đã nói ở trên là người khiếm thính họ sử dụng cái ngữ pháp này trong cả giao tiếp lẫn trong văn bản nói, trong văn bản viết. Thì nhưng mà có một điều là ở Việt Nam, ngay cả những trường chuyên biệt dành cho người khiếm thính ở Việt Nam thì các em không được học có ngôn ngữ ký hiệu, mà các em hoàn toàn được học bằng cách là trực quan linh bảng và bởi hình thôi. Thì khi mà ra trường các em sẽ không thể biết được là những cái kiến thức cơ bản nhất về lịch sử văn hóa, ngay cả những cái lịch sử văn hóa cơ bản nhất ngày nay theo các em giống cũng như là Lý Thái Tổ là một vị vua, lịch sử của Hồ Gươm như thế nào, Bác Tư Hồ ra đi tìm người từ nước ra sao, Quê Văn Các là cái gì, và thậm chí là con nhiều bức tử giám là một trường đại học đầu tiên, từ nói đầu tiên đó là nói đầu tiên thôi, họ cũng không hề biết. Đấy là thực tế là tôi muốn cung cấp cho các bạn.
Thì nên tôi đã suy nghĩ tại sao mình không làm sơ lên phim tài liệu về bằng lên phim tài liệu bằng ngôn ngữ bằng thứ khác hay là không thức khuya thế này đúng không ạ? Chẳng qua là do biến tấu lên một chút đó họa sĩ thôi, họa sĩ họ tự sáng tạo thêm đấy. Mục đích của tôi thực ra không rất là đơn giản, tất cả mọi người đều bình đẳng và lịch sử văn hóa là thứ cần để biết đến và bảo tồn dù bằng bất cứ hình thức nào. Đấy chỉ là mục đích duy nhất của tôi khi làm cái bút này. Nhưng mà tôi cũng chỉ là một cá nhân và chắc chắn lý tưởng vẫn mãi mãi chỉ là lý tưởng nếu họ không có những cái người giúp đỡ tôi và những bạn trẻ. Chính những bạn trẻ đam mê ngôn ngữ ký hiệu và là những học viên trong lớp của tôi dành tất cả sự yêu thương dành cho người khuyết tật cũng như người khuyết tật nói chung, thì tạo biến lý tưởng này trở thành hành động. Tôi không thể nào phủ nhận được đó là cái sự nhiệt tình của người khuyết tật khi tham gia trong bộ phim này cùng với chúng tôi, bởi vì đối với họ tương lai thì sau khi có những bộ phim này thì một những địa danh này sẽ không còn là lạ lẫm nữa. Tất nhiên khi làm cái gì thì cũng có khó khăn, và khó khăn ban đầu của chúng tôi chính là về kinh phí. Và vấn đề đầu tiên của chúng tôi chính là bộ phim đầu tiên chúng tôi được quay bằng một thiết bị rất là xinh, màu hồng mà các bạn hay gọi là máy ảnh cá nhân. Tiếp theo là bằng một hệ thống máy ghi âm cá nhân luôn là do cháu tôi hay dùng hát karaoke ở nhà. Và thứ ba là đối tượng đặc trưng của phần mềm rất là đơn giản. Cũng dễ hiểu thôi ạ, bởi vì nhóm của chúng tôi hoàn toàn là những người nghiệp dư đã được đi lên từ việc mình là những người nhiệt huyết và nghiệp dư trẻ. Thì một bình thường một bộ phim 10 phút các bạn có thể quay và dựng trong khoảng thời gian bao lâu, và chúng tôi thì chúng tôi phải quay và dựng trong khoảng 1 tháng. Chúng ta đang đứng ở Hồ Gươm, trái tim của Hà Nội. Nhắc đến Hồ Gươm phải nói tới tháp Rùa, ngọn tháp nằm ở giữa lòng hồ. Có người tên là Nguyễn Ngọc Kim cho xây dựng tháp để chôn hài cốt của người cha mình. Việc không thành, nhưng ngọn tháp vẫn được hoàn tất. Ngọn tháp kết hợp phong cách kiến trúc của Âu Châu và kiến trúc của Việt Nam. Trụ gạch, tầng trên là kiến trúc gỗ, bốn mặt đều có cửa sổ tròn với những con tiện tỏa ra bốn phía, tượng trưng cho hình ảnh sao khuê tỏa sáng trên mái lợp ngói ống. Hiện nay thì chúng tôi đã làm được bộ phim. Như các bạn biết là tập trước và tập này chắc là các bạn đã nhận ra cái tập này là ai rồi đúng không? Các bạn đã thấy là cái sức mạnh của thời gian khủng khiếp như thế nào nhé?
Hiện nay thì chúng tôi đã có thể ra mắt được hai bộ phim, đó là về Hồ Gươm và Văn Miếu. Sau khi quay xong thì chúng tôi đã gửi và đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng như là internet và gửi cho cộng đồng người khiếm thị ở Việt Nam xem và đánh giá. Thì có người hỏi tôi là bao giờ các bạn là các bộ phim của bạn hoàn thành? Nói thì nghe có vẻ tham vọng, thực sự là tôi là người rất là tham vọng. Đấy là bộ phim, tôi chỉ có thể trả lời bạn bộ phim tiếp theo của tôi là gì? Về lịch sử văn hóa của Việt Nam là vô tận. Ngay từ đầu khi mà tôi làm bộ phim này, tôi đã không nghĩ đến việc là bao giờ bộ phim này sẽ hoàn thành, mà tôi sẽ chỉ nghĩ là qua khoảng thời gian phim clip chúng tôi sẽ in những chất lượng tốt để tặng cho những trường chuyên biệt để cho người khiếm thính, thì để các thầy cô có thể làm tư liệu giảng dạy cũng như là có thể là chiếu ngoại khóa cho các em xem. Thì chúng tôi sẽ còn làm với những còn những người còn ở trong nhóm chúng tôi cũng như những người quan tâm đến khi nào chúng tôi còn có thể làm được những gì thôi. Có thể mục đích ban đầu khi tôi nói với các bạn là tôi đến với ngôn ngữ hoàn toàn vì tò mò, cũng cho đến giờ phút này nghe từ từ là sách vở và xin lỗi vì đã lại đụng chạm đến mình ạ. Có người hỏi là tại có bao giờ mệt mỏi khi làm những cái công việc này không, có bao giờ có ý định muốn bỏ cuộc không? Tôi chỉ trả lời lại họ một câu hỏi, bạn có bao giờ muốn chán vì chán nản và muốn từ bỏ gia đình mình không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.